Chào anh nha, em quay cho anh coi hai cây mai chiếu thủy mini để bàn ha. Chi cành là đầy đủ anh nha. Này, hàng này là hàng để bàn chơi được anh ha. Này là chung nu. Này là mình chơi bông đồ này kia là rất là ok. Anh so sánh với cái quẹt nha. Tầm cao tính luôn từ đít chậu lên á, là tầm 20 anh ha. Còn từ miệng chậu là khoảng 17-18 nha. Tán ngang cũng khoảng đó ha. Này là tán thiên nhiên luôn nha, không đi bài bản. Ở ngoài anh nhìn nó sẽ duyên hơn rất là nhiều ha. Này là cây số 1 nha. Cây số 1 anh ha. Rồi em quay cho anh coi cây số 2 nha. Này cây số 2 là chậu ô quanh ha. Rồi cây này cái size cũng tầm size đó anh ha. Cái này để bàn hoặc cầm đi chơi là vô tư nha. Rồi chậu này là chậu đất nung ha. Rồi em sẽ giao lưu với anh một cây là 500k chưa bao gồm phí ship anh nha. Em xin nhắc lại là một cây là 500k chưa bao gồm phí ship. Anh mà lấy hai cây á thì em bao ship cho anh. Thì lợi ích một tí nhưng mà anh em vui vẻ thì ok. Còn anh lấy một cây á thì 500k chưa bao gồm phí ship. Anh lấy hai cây thì em bao ship anh ha. Rồi em xin chào và cảm ơn anh nha.